Alo alo, các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân đất Channel. Thì trong video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng con AI vo 3 để mà các bạn có thể tạo được những cái video như vậy, như vậy, như vậy ha. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà dùng vo 3 miễn phí luôn ha. Ok, trước khi vào nội dung chính thì intro Rồi, trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng AI Veo 3 trước ha. Đó. À, sử dụng Veo 3 thì bạn có hai nơi để mà bạn có thể sử dụng. Thứ nhất là dùng trực tiếp trên Gemini. Thứ hai là dùng trên cái Google Flow. Dùng trên Google Flow thì bạn phải fake IP qua Mỹ ha. Đó. Ok, vào cái sử dụng uh, Veo 3 trên Gemini trước nha. Đây, bạn vô cái web của Veo 3 ha. Ờ à, nếu mà bạn có tài khoản là Google AI Ultra, ví dụ tài khoản này nè, Ultra đây ha. Đó, thì bạn nhìn nè, ở đây là mình có V3 luôn, kích hoạt lên, rồi gửi câu lệnh là xong ha. À, còn nếu mà bạn có cái tài khoản là Google AI Pro. Đây, ví dụ tài khoản này Pro nha. Thì mặc định á là bạn chỉ dùng được cái veo 2 thôi nha. Đó, muốn dùng được V3 thì bạn cần phải fake IP qua bên Mỹ ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để mà làm sao fake ip được qua bên mỹ hoàn toàn miễn phí nha ok thì đầu tiên là bạn lên google bạn search cái vpn là urban vpn này ha rồi rồi bạn vô cái link này nè rồi bạn vô cái urban vpn trên cái chrome store đó ha đây bạn add to play hay là add to chrome gì đó để mà bạn cài vô cái trình duyệt của bạn ha đó mình cài vô nè rồi cài vô này nha thì bây giờ bạn lôi nó ra ha nè bạn vô cái này nè theo có cái nút này nè bấm vô rồi bạn ghim nó nè đó để bạn lôi nó ra ở đây cho nó dễ dùng rồi tiếp theo là bạn kết nối với nó ha ở đây có thể nó sẽ hỏi bạn đồng ý một vài cái quy định của nó rồi bấm agree đó rồi sau đó bạn chọn cái united states usa tức là mỹ ha rồi ở đây bạn chọn nè chọn mỹ rồi, bạn bấm vô đây để bạn kết nối VPN, tức là bạn sẽ fake IP qua Mỹ. Đó. Ở đây nó báo cái trạng thái là connected, tức là bạn kết nối thành công rồi. Rồi, bây giờ bạn quay lại cái tài khoản Google AI mà có gói Pro ha. À, thì bạn thấy đây nha, đang là V2 đúng không? Mình refresh lại. Lúc này mình đang kết nối với lại VPN qua Mỹ nè ha. Rồi bạn coi này nha. Đó, ở đây là mình được dùng V3 rồi thấy không? Ha. À. Đó. Thì cuối video mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà sao có được cái gói Pro này ha, miễn phí. Rồi, bây giờ mình sẽ thử tạo một cái video nội dung là một bầy chó mèo đang vui chơi trong vườn, phong cách hoạt hình anime. Bạn nhớ là bạn phải kích hoạt cái 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 video này lên ha, rồi tạo. Đây. Nếu mà bạn muốn cái câu lệnh của bạn xịn hơn á thì mình giới thiệu các bạn một cái AI GPT ha, mình tạo sẵn đây. Nó tên là Veo 3 AI Video Prompt mình sẽ để link dưới phần mô tả luôn. Ok ha. Nè, ví dụ mình nhập cái nội dung này vô cho con GPT này. Nó sẽ gợi ý ra cái câu lệnh thiệt xịn cho bạn ha. Đây. Đó, thấy không? Nó có đủ góc quay này nọ. Thấy không? Rồi. Ok. Bạn copy cái này qua qua Gemini ha. À. Rồi. À bên Gemini á thì bạn có thể dùng được tiếng Việt ha, nó sẽ hiểu. Rồi bấm vô và đợi à, nó mất tầm khoảng là 3 đến 5 phút để mà nó tạo được một cái video AI ha đó rồi đó là cái cách để mà bạn có thể dùng được cái V2, V3 trên Gemini không cần phải khoan 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 cần phải fake IP nếu mà bạn dùng cái gói là Google AI Pro ha còn nếu mà bạn có cái gói Google AI Ultra thì bạn không cần phải fake IP, bạn vẫn được dùng được V3 luôn à, Nhưng mà nó sẽ có một cái hạn chế này. Ví dụ mà bạn dùng bên Gemini á thì có gói Ultra thì mỗi ngày bạn được tạo khoảng 4 đến 5 cái video V3. Còn nếu mà bạn dùng cái gói Pro á, bạn fake IP qua ha thì hình như là mỗi tuần bạn tạo được 5 cái, 5 cái mỗi tuần cho gói Pro và 5 cái mỗi ngày cho gói Ultra. À, thì con số này có thể hãng họ sẽ sẽ thay đổi dần dần qua thời gian ha đó thì cái này bạn theo dõi bên hãng thôi hoặc là theo dõi bên chân đất blog mình sẽ cập nhật sau ha đó đợi thôi ở đây mình có một cái video mà đàn chó mèo chơi đùa trong công viên phong cách hoạt hình ha mình tạo sẵn nè các bạn coi thử ha play nè đó thấy không rất là dễ thương luôn nó vừa có âm thanh vừa có hình ảnh ha và nó kéo dài được 8 giây mỗi video đó nếu mà bạn muốn tải về thì bấm bạn bấm vô đây đó ha đó là xong cái hướng dẫn để mà bạn có thể tạo được video V3 bên Gemini ha sử dụng được tiếng Việt nha các bạn à, dùng tiếng Anh cũng được tiếng Việt cũng được bên Gemini thì tiếng Anh tiếng Việt chuyển được rồi tiếp theo là sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái Google Flow Ha, để mà tạo video Veo 3, bạn dùng cái bên Flow này á thì bạn dùng được chuyên sâu hơn, chỉnh được nhiều thứ hơn ha. Đó, rồi. Đầu tiên là bạn vô Google nè, ha. Bạn search chữ Google Flow. Rồi, bạn vô cái trang Flow nè. À, bạn lưu ý ha, để mà dùng được cái Google Flow này á thì bạn cần phải fake IP qua Mỹ. Thì bạn vẫn dùng cái là Urban VPN này ha. Đó, nhớ kết nối nó vô nha. Nếu bạn không có VPN á thì bạn không có dùng được cái cái flow này ha. Rồi, create flow. Uh, nếu mà bạn có cái tài khoản là là intra ha thì bạn dùng bên flow á, bạn nên kiếm được cái tài khoản là Google AI intra để mà bạn có cái số credit đủ để mà dùng ha. Ví dụ là tài khoản intra của mình nè. Nếu mà một tài khoản intra thì bạn được uh, 1 ngàn, 12 500 tín dụng AI để mà sử dụng mỗi tháng ha. Còn nếu mà bạn dùng gói 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 AI Pro á, hình như là bạn được khoảng uh, 1 000 credit tầm tầm đó. Rồi mỗi cái video AI mà dùng Veo 3 bạn tạo á, thì sẽ tốn là 100 credit ha. Nếu mà bạn tạo bên Gemini này nè, thì uh, gói Intra mỗi ngày được 5 video Veo gói gói pro mỗi ngày được ơi uh... không mỗi tuần được 7 7 ha đó là gói pro đó và nó không tốn credit nha các bạn còn nếu mà bạn dùng bên flow á thì bạn can thiệp được nhiều thứ và bạn tốn credit ha nói chung là tùy tùy cái điều kiện của bạn mà bạn dùng cái bên seminar hay là bên dùng bên flow rồi ok thì ở đây bạn tạo dự án dự án mới nè bên flow này là rất là xịn nha các bạn ha nó cho các bạn là từ văn bản sang video tức là bạn gõ cái yêu cầu nó sẽ tạo cái video cho bạn còn đây là tạo video từ hình ảnh ha, tức là bạn nhập cái ảnh minh họa. Ví dụ nè, ở đây mình có một vài cái ảnh minh họa sẵn nè. Đó bạn có thể tải lên từ máy ha. Ví dụ mình lấy cái này. Đó, rồi mình ghi câu lệnh cho nó là nó sẽ từ cái video mà bạn upload đó, nó sẽ tạo chuyển động, tạo âm thanh cho nó ha. Ví dụ cái này, đây cái hình này đây. Ví dụ mình gõ câu lệnh là hai người phục vụ quán cà phê ha. Nhưng mà bên flow á bạn phải gõ tiếng anh nha các bạn chứ nếu mà bạn gõ tiếng việt á nó sẽ báo lỗi ha đây nó báo lỗi nè hiện chỉ hỗ trợ câu lệnh bằng tiếng anh ok rồi thì bạn có thể dùng dùng google dịch ha bạn dịch qua tiếng anh hoặc là bạn dùng cái ai đây bạn dùng cái gpt mình giới thiệu đây à, cái này câu lệnh tiếng anh ok nó sẽ hỗ trợ cho các bạn đây nó, nó ra cái câu lệnh luôn, rồi bạn copy, bạn đưa qua, đây, à, từ từ nha. Lưu ý nè, ở đây là bạn chọn nè, rồi bạn chọn cái là từ văn bản thành video cũng được, nhưng mà mình thích làm cái là từ tạo video từ khung hình, ha, tức là bạn nhập cái hình vô thì nó sẽ làm ra thành video chuyển động đó thì cái này nó sẽ chính xác hơn so với cái việc mà bạn dùng cái văn bản thành video ha. Rồi, một cái quan trọng nữa là bạn bấm vô đây nè, bấm vô cài đặt nè ha, à, bạn chọn nha. Nhớ nè. Đó, bạn phải chọn là hai quality thì ở đây nó mới là veo 3 có âm thanh lẫn hình ảnh. Đó, thấy không? Chứ nếu mà mặc định á, mặc định bạn không có chọn cái này thì mặc định nó sẽ lấy cái veo 2, nhớ nha. Đó rất là quan trọng. Và ở đây nó nói nè, mỗi video thì tốn 100 tín dụng ha. À. Đó, rồi ok. Mình đã chọn xong hết rồi nha. Ở đây chọn V3 nè. Chọn cái hình ảnh cho nó nè. Rồi câu lệnh tiếng Anh nè, bấm và nó sẽ tạo ha. Ở đây thì mình cho nó tạo một lần là hai cái video luôn. Thì hai cái video V3 nó sẽ tốn là 200 credit ha. Mà nếu mà bạn có gói Ultra á là bạn có được tới 1.000 12.500 credit đó là bạn tạo được uh, hơn 100 cái video V3 là rất là nhiều luôn ha nhưng mà cái gói này nó mắc lắm các bạn ha gói này mắc lắm à, có thể là mình sẽ kiếm được một vài cái deal thơm ha giá rẻ cho các bạn bạn có thể xem dưới phần mô tả hoặc là dưới phần bình luận của video ha nếu mà mình có thì mình sẽ để link đó rồi bạn đợi kết quả thôi ha ok xong rồi các bạn ha nó ra cho các bạn hai cái video này rồi mình play một cái nghe thử ha đây à, thấy không nó sẽ dựa vào cái video dựa vào cái hình mà bạn cung cấp cho nó ha nó tạo cái video bao gồm cả âm thanh lẫn hình ảnh luôn thấy không đó rồi coi thử cái video bên đây coi đây. rồi thấy không rất <laughs> à, là xịn ha đó rồi nếu mà tải thì sao à, bên flow này á nó cho các bạn tải nè đó tải ảnh động là chất, chất lượng 480p hoặc là kích thước gốc là 720p, không? hoặc là bạn upscale lên chất lượng full hd 1080 1080p ở đây đó không? bạn tải về thôi đó đó là cái những cái cơ bản để mà bạn tạo trên flow nhớ nha nè. À, chọn cái này từ văn bản sang video hoặc là hình ảnh sang video còn cái thứ ba thì mình chưa dùng thử ha đó rồi mình hay dùng cái này đó bạn up cái hình lên đó, rồi. Và nhớ, nhớ là chọn cái chỗ này, chọn là hai gas quality để mà chọn V3 ha. Nếu mà bạn muốn tạo những cái video mà có giọng đọc tiếng Việt thì sao? Mình sẽ chỉ các bạn ha. Thì các bạn có thể dùng video từ khung hình hoặc là từ văn bản cũng được. Đây. Bạn để ý cái này nha. Đây. À, cái câu lệnh vẫn là tiếng Anh. Lưu ý câu lệnh tiếng Anh nha. Nhưng mà lời thoại lời thoại bạn để ý nè thấy không lời thoại phải là tiếng việt ha đó câu lệnh tiếng anh lời thoại tiếng việt thì nó sẽ ra video và nó có lời thoại tiếng việt cho các bạn đó ha rồi ở đây nè các bạn mình sẽ làm mẫu nè thấy không ở đây là nguyên một cái câu lệnh là tiếng anh đó nè lại có còn những cái chỗ mà có lời thoại nè là tiếng việt này ha bạn coi kết quả nè ha hai bà hai hai bà cô hai bà thím chửi nhau ở ngoài chợ nè bấm bà nói ai vô duyên vậy hả? Tôi nói bà đó, đừng có giành khách của tôi nghe chưa? Trời ơi, bà ngang ngược quá hả? Thôi đi, bà đừng có nói nhiều nữa. Đó, thấy không? Thấy không? Đó, rất là dễ luôn các bạn ha. Những cái này mình sẽ để trong cái bài viết ha, trong cái bài viết bên web á, các bạn có thể theo dõi nha. Rồi, ok, đó là xong cái mà hướng dẫn sử dụng veo trên Gemini và trên Flow ha. Rồi, bây giờ là qua cái bước để mà làm sao có được cái tài khoản để mà bạn có thể trải nghiệm được cái Veo 3 miễn phí ha. Rồi, cách 1 để mà có được cái Google AI Pro miễn phí ha. Thì Google họ sẽ có chính sách là cho bạn trải nghiệm cái gói Google AI Pro một tháng miễn phí nha các bạn ha. Tài khoản nào ví dụ như là bạn vô cái link này nè, cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả hết cho các bạn hoặc là để trong cái bài viết ha. Đó, bạn vô cái link này, bạn đăng nhập vào tài khoản bạn sẽ thấy là try AI one, one month nó tức là dùng trial một tháng ha. Đó, thì bạn đăng ký thành công, có thể nó sẽ yêu cầu bạn phải có một cái thẻ thanh toán nha. lẽ để mà nó xác minh thôi ha. Bạn đăng ký xong, nhập thẻ xong nó nó có thể nó trừ khoảng 10.000, 20 ngàn vậy đó, xong rồi nó hoàn tiền lại cho bạn thôi ha. Đó, bạn đăng ký thành công xong, các bạn vô cái nè, vô cái Gemini này, bạn fix IP qua qua Mỹ, bạn dùng Urban VPN á, fix IP qua Mỹ, rồi bạn dùng cái V3 ha, à, đó. Thì với cái gói này á thì bạn sẽ dùng được uh, V3 khá là hạn chế ha. Hình như là hiện tại hình như là được 5 video mỗi tuần với gói mà Pro ha. Còn nếu mà bạn có gói Ultra á thì bạn có thể dùng được 5 video mỗi ngày trên Gemini. Ngoài ra bạn còn được khoảng là 12.000 credit AI bạn dùng trên Flow ha. Còn gói này thì được khoảng uh, 1.000 AI credit dùng trên Flow. 1.000 AI credit thì dùng được khoảng 100 cái 10 cái video veo bên Flow ha. Đó, đó là cái cách để mà bạn có thể sử dụng được miễn phí. Rồi, cách thứ hai để mà bạn có thể sử dụng được cái gói là AI Google AI Pro miễn phí. Đó là Google họ đang có cái chương trình khuyến mãi cho sinh viên bên Mỹ ha. Đó, để mà bạn nè, bạn vô cái link này nè, Google Student mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là để ở cái bài viết bên web ha đó bạn vô cái này rồi yêu cầu để mà bạn có thể đăng ký được cái gói này là gì đầu tiên là bạn phải ở bên mỹ cái việc ở bên mỹ thì bạn có thể dùng cái urban vpn bằng phép ip qua rồi cái thứ hai là bạn phải tạo một cái tài khoản mới và có độ tuổi nằm trong cái độ tuổi sinh viên ha tức là từ 18 đến 22 tuổi thì lúc mà bạn tạo tài khoản mới á bạn chọn cái năm sinh là trong cái khoảng là 2k 2K4, 2K5, 2K6 gì đó ha Đó, rồi Thì lúc mà quá trình bạn đăng ký cái này á Có thể là nó yêu cầu bạn có một cái email edu ha Thì bạn có thể dùng cái là email edu.vn ha Bạn vô đó bạn tạo một cái mail edu Đó ha. Nói chung là nếu mà thuận lợi á Thì bạn có thể tạo được một cái tài khoản là AI Google AI Pro dùng được tới 15 tháng ha 15 tháng tức là hơn một năm đó các bạn đó thì bạn phải đăng ký trước ngày 30 tháng 6 2025 nếu mà bạn 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 làm cái này không được á thì bạn có thể cân nhắc cái cách mà dùng cái trai miễn phí một tháng ha đó hoặc là nếu mà mình có cái gói nào mà ngon á đó mình sẽ giới thiệu các bạn mình sẽ để dưới phần mô tả đó ha vậy là xong cái phần hướng dẫn sử dụng AI V3 để mà bạn có thể tạo được những cái video vừa có âm thanh nè vừa có hình ảnh này ha và có thể trải nghiệm miễn phí nữa đó thì mình có một cái bài viết ở trên chân đất blog á ha bạn có thể vào đó bạn xem chi tiết hơn đó khi nào mà có những cái cập nhật gì mới á mình sẽ cập nhật vào đó luôn ha tại vì video không có thay đổi được các bạn còn trên web thì cập nhật được đó ha rồi nếu mà mình tìm được những cái deal nào đó khuyến mãi để mà sử dụng được V3 rẻ hơn á mình sẽ để dưới phần mô tả của video luôn hoặc là để dưới cái phần bình luận đó ha đó nếu mà bạn có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận bên dưới ha. À, ok. Nếu mà thấy video này hay và có ích thì nhớ cho mình một like và subscribe ủng hộ cho đất channel nha. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye and good luck.